Xin chào mọi người. Đây là mẹ con của Hana. Hana đẻ con lần đầu. Con rất là to. Bú no rồi. Đây, còn một đứa đây. Yên nào. Yên 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 yên. Yên yên yên. Ui sao, ui sao. Rồi, nằm yên. Con rất là to. Đấy, mọi người nhìn cầm này. Cầm trên tay này. Đây nè. So. Được rồi. So thì mình thấy nó to như thế nào. To ngang đúng bằng hộp Simu luôn. Simu còn chưa đến được đến vai của nó. Đây. Đo nha. Hơn hai hộp Simu mới hết chiều dài của con chó. Hôm nay là bọn cho con này được đúng một ngày tuổi đầu tiên rồi. Nào, sợ khó tính như ma. Mẹ Hana thì mới làm mẹ lần đầu cho nên là chưa biết chưa có kinh nghiệm chăm con. Con mà cứ kêu ầm ĩ lên thì mẹ cũng sốt ruột. Con kêu tìm mẹ thì mẹ lại kêu tìm chủ. Con ý thì mẹ cũng ý nhưng mà là theo kiểu là kêu nhờ chủ hộ để nhặt hộ con vào chỗ, bởi vì chưa có kinh nghiệm. Ở lần chắc là sau, thường thường cái con chó nó đẻ lần đầu tiên thì sau khoảng tầm 10 ngày thì lúc đấy nó sẽ chăm con có kinh nghiệm chuyên nghiệp. Và lần đầu tiên nó chăm con thuận lợi thì lần thứ hai nó sẽ rất là khéo. Đấy. Để cho mọi người ngắm mấy con chó con. Chó con 1 ngày tuổi. Gọi là siêu to khổng lồ. Chó con siêu to khổng lồ. 1 ngày tuổi. So với cái chân của con chó mẹ. Nhìn thấy to, cái chân của con chó mẹ nó to gấp đôi. Hơn. Tức là cái lọ Simu này, người con chó nó còn to hơn cái lọ Simu. Chứ không phải là to bằng, to hơn. Giả sử những cái trường hợp mà các bạn mà có cái con chó nó đẻ mà nó đẻ được ít con, giả sử như là Hana chẳng hạn, thì nhiều bạn sẽ có cái thắc mắc là có cần dùng cái Simu này không? Thì vẫn phải dùng mọi người nhé. Cái Simu này nó có hai cái tác dụng, một là cái tác dụng về cái tăng sữa, nhưng hai là cái tác dụng của nó là về các tác dụng chống viêm vú. Tức là một nó tăng sữa rồi, nhưng mà cái tác dụng thứ hai của nó là chống viêm vú. Khi mà con chó nó đẻ ít con thì chúng ta sẽ dùng liều thấp hơn thôi, không cần dùng đến 10 đến 12 viên một ngày như là khi nó đẻ nhiều. Nó đẻ ít thì giả sử như Hana là mình cho dùng 4 viên một ngày luôn, cũng đẻ xong cho dùng luôn, nó đủ sữa nhưng vẫn phải dùng nhé, bởi vì là cái dùng cái tác dụng của nó là cái tác dụng nó chống viêm vú. Ai mà gặp cái con chó nó bị viêm vú rồi thì mới hiểu được là chăm cái con chó nó, khi cái con chó mẹ nó bị viêm vú thì chăm cho con nó vất vả như thế nào, khi mà phải chăm sữa ngoài thì mọi người mới hiểu được, cho nên là an toàn thì hơn. Con hơi để yên, để yên cho con nó ngủ, yêu con lắm. Ăn cũng phải ăn ở trong chuồng không ra ngoài. Ngày đẻ đầu tiên. Ngày đẻ đầu tiên là chăm con là cứ ở trong chuồng thôi, ăn cũng không ra ngoài. Đây là con của Hana và Bruno. Cái đàn chó con này là một cái đàn mà cái khung gọng của nó sẽ cực kỳ to. Bản thân là từ cái trước khi phối, kể cả nó đẻ ra cái con chó con nó bé thai thì nó cũng sẽ là một cái đàn rất là to.
Bởi vì là đây là một cái đàn phối mang tính chất là để lấy lại cái gen của một con chó rất là nổi tiếng và rất là được ưa chuộng ở châu Âu, là con Hero, một con chó mà được nó có rất nhiều hậu duệ trên thế giới. Thì bản thân bố của cái đàn chó này là con Bruno, thì là con trai của con Hero rồi. Nhưng bản thân Hana thì là con của Teddy. Mọi người nhìn cái mặt của Hana sẽ thấy nó giống Teddy này. Và nó cũng có cái nét mặt của cái con Bruno luôn. Nó có một cái nét nào đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là Hana thì con của bố Teddy. Teddy thì lại cũng lại là con của Hero luôn. Tức là Hana là gọi Hero bằng ông nội. Còn Bruno thì là bố, Hero là bố. Tức là đàn này là nó là đàn phối ở trong cái dòng máu gần, và có cái dòng máu chung là con Hero. Nên là hứa hẹn là cái đàn này là có hai con đực, là sẽ là hai con đực rất là đẹp. Hứa hẹn là sẽ là hai con đực rất đẹp, và cái thể trạng của con chó nó rất là to, cao dài, kiểu như con Hero là nó giống con bố đấy. Như con Bruno là nó giống con bố Hero. Teddy thì lại Teddy tức là bố của Hana thì lại giống mẹ nhiều hơn giống bố, cho nên là Teddy nhỏ con hơn. Bruno giống bố thì to con, tức là cái con Hero nó là một con chó rất là to con. Ở cái lứa tuổi thanh niên của nó thì mình tìm hiểu cái thông tin của nó thì ở cái lứa tuổi thanh niên của nó đã 54 cân rồi. Mà 54 cân của họ thì tức là nếu mà vào tay cho các bạn nuôi tại gia đình ấy, thì có thể nó lên 58, 59 cân. Bởi vì cái 54 cân của họ là con chó nó không được thừa mỡ. Thể trạng của nó phải là cái thể trạng của con chó đi thi, chứ không phải là thể trạng con chó nuôi để lấy cân. Con chó nó to lắm. Là đấy là quay cái đàn chó con này 1 ngày tuổi. Để cho mọi người ngắm cho con này. Rất khó tính, rất là cá tính từ bé, ranh con tí, có cái gì không được ý cái là kêu gào kêu khóc ngay. Đấy là con đực đẻ thứ hai. Nó nóng, nó muốn bò ra cách xa một đoạn nó nằm đấy, nằm ra đây là nó sẽ yên ngay này. À, để xem có chuẩn không nhé. Nó được nằm nó ra một chỗ là nó sẽ yên, nằm vẫn còn đang kiễng chân này. Rồi ngủ đi. Rất là khái tính. Đây là con đực thứ ba. Cái đàn này thì đây bây giờ thì mọi người sẽ nhìn thấy lông của chúng nó này. Nhìn cái lông của chúng nó. Đàn này thì lông nó giống bố nhiều hơn là giống mẹ. Về cái chất lông là như thế, là đàn này là khi mà nó lớn lên lông nó sẽ dài hơn một chút so với lông của Hana. Đây Hana là lông lông Hana là cực kỳ tốt này. Lông rất ngắn và sát. Như lông của Hana là cực kỳ tốt. Lông của Bruno là trung bình. Nhưng là khi so trung bình với lại cái một cái chất lông cực kỳ tốt thì sẽ thấy là cái trung bình nó là hơi dài. Còn nó không phải là xếp vào lông dài đâu, nhưng mà nó là cái lông ở cái mức trung bình. Thì các bọn chó con này nó cũng sẽ có cái chất lông theo kiểu như vậy. Có nên lẽ là nó sẽ là lửng lơ ở giữa lông của con bố với lông con mẹ, nhưng mà nó gần với lông của con bố hơn. Còn cái lông của cái con chó trung bình, cái chất lông trung bình không dài không ngắn ấy, thì mọi người nhìn con Bruno thì mọi người sẽ thấy cái lông của nó là đấy, gọi là cái chất lông trung bình. Còn con Loki hay là con Marvin thì nó đều là lông ngắn hơn. Như Hana là lông rất là tốt này. À, Hana thì đẻ xong một cái là có dáng của mẹ ngay, có dáng của chó mẹ ngay. Nhìn người nó bè ngang, nó to ngang. Nhìn Hana là giống y hệt bố Teddy đấy.
Dũng bố Teddy đi tức là cũng là thừa hưởng cái nét của bà nội. Bà nội thì làm một con chó cũng của trại Kumasi, trại của Pila ấy. Pila Vong Kumasi, bà nội của Hanna. Bà nội của Hanna là đẻ trước Pila mấy đàn. Đàn bà nội Hanna là con đàn lở. Người ta sắp xếp theo chữ cái. IZK L L M N O P rồi mới đến P nhé. Đó là cách mấy chữ cái nữa thì mới đến đến đàn của Pila. PQ. Sau đàn Pila thì là đến đàn Quinto đấy. Và mọi người biết có hai con chó Đức mà nhập đầu tiên đấy của trại Kumasi về thì là Pila với Quinto ấy. Là hai con cùng một trại. Cho con rất là đẹp. Cái con chó rốt mà theo cái ý kiến cá nhân của mình ấy là cái con chó rốt người nó phải không được thừa da, nhất là khuôn mặt. Cái khuôn mặt của nó mọi người nhìn mọi người sẽ thấy là mỗi một con nó có một cái nét mặt, nhưng mà mọi người nhìn sẽ thấy chó nhà mình nó sẽ không, mặt nó không có thừa da. Đấy là coi như nó là một cái tiêu chuẩn mà trại đạt được, những cái con giống của trại nó đạt được đến cái tiêu chuẩn đấy của con chó rốt. Còn tất nhiên là nó thừa ra, nó thừa ở mức độ ít thì là ok, nó thừa mức độ nhiều thì nó mới là vấn đề. Nhưng người ta sẽ luôn hướng đến cái con chó nó không có tít da thừa ở trên khuôn mặt. Trên khuôn mặt của con rốt nó chỉ chấp nhận cái da nhăn ở vùng trán này thôi. Da nhăn ở vùng trán, khi mà những cái nếp nhăn ở vùng trán khi mà con chó nó đấy nó tập trung đấy, nó hơi ke tai một cái là nó có nếp nhăn đấy mọi người nhìn. Còn ở khuôn mặt còn lại nó không có nếp nhăn. Khi con chó nó làm cái vẻ mặt nghiêm túc. Đây. Ngậm mồm mà. Còn khi nó cười này thì tất nhiên là nó sẽ tạo ra những cái vết nhăn ở mép rồi. Cái đấy là chắc chắn rồi. À mọi người ai mà chăm chó bầu thì nhớ là cho chibi nhá. Đây là cái đàn chó con sở dĩ nó to nó khỏe như này, đây là ngày tuổi đầu tiên nó đã rất là khỏe rồi. Ai mà xem cái video cái đàn này nó đẻ thì sẽ thấy là nó vừa đẻ ra nó đã rất là khỏe rồi, nó tìm vú, nó tìm vú mẹ nó bú. Cái quan trọng là nó rất là khỏe và nó mút khỏe và nó nhanh. Nó bé ra là nó tùy từng con đàn nhé. Ai mà nuôi chó đẻ thì sẽ hiểu cái điều ấy. Không phải đàn chó con nào đẻ ra nó cũng khỏe được như vậy đâu. Còn tất nhiên là nó không khỏe vẫn nuôi được thôi. Nhưng mà nó khỏe thì nuôi nó sẽ rất là nhàn, thể hiện cái con chó nó cái thể chất ở bên trong của nó khỏe. Nó nhàn từ bé đến lớn. Hôm nay thì trời nóng hơn rồi, mỗi con nằm ở một góc. Đây là cái phòng đẻ đây. Làm cái phòng đẻ này để mà trong cái trường hợp mà nếu mà có cái gì thì chủ cũng có thể mỏi quá thì có thể nằm ké được ở một bên được. Đây nhá, để cho mọi người nhìn cái phòng. Để cho mọi người nhìn cái phòng cho đẻ này, Hana. Không, ngồi yên đấy. Đây nhá, đầu nhá. Chân này. Đấy. Là đấy. Khi làm là tính cả, nếu mà mỏi cái là có thể nằm luôn. Là để mà nằm được ở trong chuồng thì trong cái phòng đẻ này thì phòng đẻ chúng ta phải giữ nó sạch. Mà giữ nó sạch thì nên nó chỉ có thuận lợi cho cái việc chúng ta chăm thôi. Cho nó nằm cách cái chỗ mẹ này. Cái đoạn kia là làm thêm cho nên là nó ra hai cái màu, hai cái màu đá úp tường là bởi vì đoạn đấy là đoạn làm thêm, cho nó rộng ra thêm một chút. Còn lúc trước nó không nằm được, làm thêm thì có thể nằm được. Nó đủ chỗ để cho mẹ và 10 cho con nhảy ra.
ra ngoài đi, ra ngoài uống nước. Ra ngoài đi. Nào, Hana. Hana. Đây là cái cửa sổ. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Quay cái video kỷ niệm ngày tuổi đầu tiên của ba cho con của Hana. Các anh em mà đã đặt cọc từ trước mà đặt cọc và hướng đến cái đàn cho con này thì mọi người liên hệ với trại qua số điện thoại hoặc là Zalo của trại thì mọi người có rồi. Nhưng trong trường hợp mà lâu ngày mà không liên hệ mà tìm lại mà nó mệt đấy thì mọi người tìm theo cái số điện thoại 098 111 5000 là một. Còn các bạn mà muốn bắt cho con của trại thì ở cái đàn này tất nhiên là nó không chắc là không còn cho con. Nhưng mà yên để anh bế nó tí quay video. Đàn này thì nó sẽ không còn cho con đâu, nhưng mà trong cái trường hợp là nếu mà các bạn mà muốn bắt về sau thì các bạn có thể liên hệ với trại để cọc cọc để chờ. Bởi vì là về cái nguyên tắc cho con thì ai cọc trước là sẽ bắt trước. Cho nên là nếu mà các bạn cứ chờ để mà đến khi nào có cho con rồi các bạn mua luôn thì sẽ chờ rất là lâu đấy. Khó. Có thể khi cái số lượng chó cái của trại nó đủ nhiều thì lúc đấy có thể sẽ có. Còn hiện tại bây giờ thì là đều là cho con đẻ ra là có các bạn đã cọc từ trước rồi. Đủ phục vụ cho các bạn đã cọc từ trước thôi. Thì anh em mà đã cọc từ trước mà hướng đến hai cái đàn không phải là đàn của Melsi thì mọi người chủ động mọi người liên hệ. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Để cho nó nằm xuống nó ngủ chứ không làm phiền nó quá. Lấy ý kiến. Thế nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Nào.